Báo nước ngoài, VinFast là điểm sáng của Việt Nam trong năm 2020. Tờ Auto Press, chuyên trang ô tô hàng đầu châu Âu vừa đăng tải thông tin tổng hợp hoạt động của VinFast trong năm 2020 và nhận định đây là năm ghi dấu ấn của VinFast với nhiều hoạt động và thành tựu ấn tượng. Sản phẩm khẳng định đẳng cấp. Chuyên trang Auto Press dẫn thông tin, vào tháng 5 năm 2020, VinFast thử nghiệm mẫu xe điện mới được thiết kế bởi Pininfarina. Công suất dự kiến khoảng 470 mã lực, quãng đường đi được trong điều kiện lý tưởng là khoảng 500 km mỗi lần sạc. Theo kế hoạch, mẫu xe này sẽ được giới thiệu tại thị trường Mỹ trong năm 2021. Sau đó không lâu, sự kiện VinFast cho ra mắt mẫu xe President thu hút đông đảo truyền thông quốc tế quan tâm. Auto Press nhấn mạnh, đây là một trong những mẫu xe thương mại mạnh mẽ nhất hiện nay, biểu trưng cho đẳng cấp, chất lượng của thương hiệu ô tô Việt Nam sau 2 năm ra mắt. Mẫu xe VinFast President là phiên bản giới hạn mang động cơ V8 6.2 lít, tốc độ tối đa gần 300 km/h. Với mẫu xe VinFast President, tờ Top Gear phiên bản Philippines cũng đưa ra bình luận VinFast đã có một bước tiến dài. Còn theo Nikkei của Nhật, VinFast khẳng định năng lực sản xuất với mẫu xe sang đẹp mắt. Sản phẩm tiếp theo được Auto Press liệt kê trong bài tổng kết về VinFast là xe buýt điện. Chuyên trang này nhận xét, mẫu xe buýt điện có ngoại hình bắt mắt với hai màu chủ đạo là xanh lá và đen cùng nhiều công nghệ hiện đại. Đặc biệt, khối pin xe buýt điện sử dụng có năng lượng lên tới 281 kWh. Kết quả kinh doanh của hãng xe Việt cũng là một điểm sáng tại thị trường Việt Nam, ngay cả trong đại dịch. Chuyên trang ô tô của châu Âu dẫn thông tin, tất cả các mẫu xe của VinFast đều dẫn đầu các phân khúc. Đáng chú ý, trong tháng 11 năm 2020, VinFast đã bán tổng cộng 4.040 xe. Theo số liệu kinh doanh của VinFast, trong tháng 12, VinFast đã bán ra 9.500 xe. Như vậy, hãng xe này đã bán ra hơn 41.000 xe kể từ khi ra mắt. Các mẫu xe VinFast lần lượt nằm trong top 10 những mẫu xe bán chạy nhất tại Việt Nam, vượt qua hàng loạt đối thủ sừng sỏ đã có mặt rất lâu trên thị trường. Kế hoạch vươn ra thị trường toàn cầu. Theo Auto Press, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã chia sẻ với truyền thông về kế hoạch mang mẫu xe điện đầu tiên của VinFast thâm nhập vào thị trường Mỹ. Ông Phạm Nhật Vượng cho biết, thị trường trong nước khá nhỏ, vì thế doanh số ở nước ngoài sẽ là chìa khóa quan trọng để giúp công ty có lãi. Auto Press bình luận, bước đi đầu tiên trong chiến lược phát triển thương hiệu ô tô toàn cầu của VinFast, hãng xe Việt chính thức khai trương Viện Công nghệ ô tô 2 tại Melbourne, Australia. Đây là cách VinFast mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế, kết nối với các nhà cung cấp hàng đầu, đón bắt các công nghệ và xu hướng mới. Tiếp đó, VinFast tiếp tục mua trung tâm thử nghiệm xe Lang Lang tại bang Victoria, Australia. Đây được coi là bước đi giúp VinFast đẩy nhanh quá trình tự chủ trong công nghiệp xe hơi, tiến gần mục tiêu ra mắt những mẫu xe có năng lực cạnh tranh trên toàn cầu. Trong năm 2020, VinFast cũng là hãng xe tiêu biểu thu hút hàng trăm đơn vị báo chí toàn cầu đưa tin với nhiều bình luận tích cực. The Modern Diplomacy của châu Âu nhận định, VinFast là một biểu tượng cho nền kinh tế năng động quốc gia Việt Nam. Trong khi đó, phóng sự về Việt Nam của đài truyền hình quốc gia Thụy Sĩ RTS đánh giá, trước đây, nhiều người không thể hình dung quốc gia này có một thương hiệu ô tô quốc gia. Với hơn 7%, Việt Nam đang có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất trên thế giới. Và những thương hiệu lớn mạnh như VinFast đang góp phần đưa nền kinh tế này vươn ra toàn cầu. Đài RTS còn nhấn mạnh, xe VinFast sẽ là kẻ thách thức cho thế giới. Đặc biệt, kênh truyền hình trả tiền hàng đầu nước Mỹ đã phát sóng phim tài liệu về VinFast vào tháng 3 năm 2020, dẫn lời chuyên gia ô tô quốc tế. VinFast đã tạo ra những sản phẩm thuần Việt, có thể tự hào gọi đó là hàng nội địa chính hãng, chuyên gia người Malaysia khẳng định. Theo Discovery, một năm sau sự ra đời của ngôi sao mới VinFast, đường phố Việt Nam giờ đây ngày càng nhiều hơn hình ảnh những chiếc xe hơi nội địa đầu tiên. Kênh truyền hình có ranking cao nhất nhì nước Mỹ bình luận, tuy vẫn còn sớm, nhưng sự nổi tiếng của VinFast là dấu hiệu khả quan cho ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam. VinFast đem lại bao nhiêu tiền thuế cho Hải Phòng năm 2020? Theo thông tin từ Cục Thuế Hải Phòng năm 2020, số thu ngân sách của tỉnh đạt con số 32.589 tỷ đồng, bằng 105,6% dự toán pháp lệnh, 98,8% dự toán phấn đấu Hội đồng Nhân dân thành phố giao, tăng 20,2% so với năm 2019. Cục trưởng Cục Thuế Hà Văn Trường cho biết rằng, riêng trong tháng 12-2020, tổng số thu ngân sách nội địa đạt 10.039,9 tỷ đồng, một kỷ lục chưa từng có từ trước tới nay tại thành phố Hải Phòng, vượt xa số dự kiến là 7.000 tỷ đồng, bằng cả số thu năm trước đấy, tăng 133,4% so với tháng 12-2019, trong đó số thu tiền sử dụng đất là 4.795 tỷ đồng. Công ty sản xuất ô tô VinFast năm 2020 mang lại số thu gần 5.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 15% số thu nội địa của tỉnh.
Bên cạnh đó còn có nhiều doanh nghiệp có số nộp ngân sách cao như công ty xăng dầu khu vực 3, công ty thuốc lá Hải Phòng, công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng, công ty cổ phần nhựa thiếu niên Tiền Phong, công ty xăng dầu quân đội khu vực 1, công ty xăng dầu dầu khí PV Oil, công ty cổ phần tài chính Hoàng Huy, cảng vụ Hải Phòng, công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Hải Phòng. Theo ông Hà Văn Trường, để chống thất thu ngân sách, cơ quan thuế đã thường xuyên kiểm tra, đối chiếu tình hình hoạt động, số liệu kê khai thuế của doanh nghiệp. Từ đó phát hiện và yêu cầu doanh nghiệp xác định rõ đúng thu nhập thuộc diện miễn giảm thuế, thu nhập không thuộc diện miễn giảm thuế để kê khai nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật. Đầu năm 2020, thành phố Hải Phòng đề ra mục tiêu thu ngân sách là 98.250 tỷ đồng, bao gồm thu ngân sách nhà nước địa phương là 35.250 tỷ đồng, riêng số thu nội địa là 33.000 tỷ đồng, thu từ xuất khẩu là 63.000 tỷ đồng. Có thể thấy rằng các mục tiêu về mặt tăng trưởng kinh tế Hải Phòng năm 2020 được xác định khi chưa có yếu tố ảnh hưởng của dịch bệnh. Nhưng khi dịch bệnh vẫn đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến các nền kinh tế trên thế giới, đến hoạt động sản xuất, đến kinh doanh của cả doanh nghiệp, thì việc thực hiện được các mục tiêu về mặt tăng trưởng kinh tế của Hải Phòng sẽ khó hơn rất nhiều so với dự kiến ban đầu, nhất là đối với ngành du lịch, dịch vụ. Tuy nhiên, với nhiều biến động của kinh tế bởi dịch bệnh, thu nội địa của thành phố Hải Phòng vẫn đạt được con số 32.589 tỷ đồng, chỉ thấp hơn so với dự toán phấn đấu là hơn 400 tỷ đồng, đã cho thấy được sự nỗ lực của ngành thuế, kho bạc nhà nước, tài chính. Năm 2021, dự báo tình hình kinh tế chính trị thế giới sẽ có những biến động khó lường, đại dịch COVID-19 chưa có dấu hiệu được kiểm soát hiệu quả, sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình chung của cả đất nước và thành phố Hải Phòng. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ 16 cũng đã xác định được những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp quan trọng có tính khả thi cao, mở ra một giai đoạn phát triển mới, bứt phá của thành phố. Năm 2021, thành phố Hải Phòng đặt mục tiêu tăng trưởng GDP đạt 13,5% so với năm 2020. GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt 6.600 đô la Mỹ. Chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tăng 17%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 89.490,478 tỷ đồng. Trong đó thu nội địa là 35.000 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 204.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 22,3 tỷ đô la Mỹ, sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 159 triệu tấn, khách du lịch đạt 8,25 triệu lượt, tỷ trọng đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp GFP vào GDP đạt 41%, thu hút 2,5 đến 3,0 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Hà Hồ, Kim Lý, tậu xe VinFast President 4,6 tỷ đồng. Hồ Ngọc Hà, Kim Lý đang mua dòng xe VinFast President phiên bản giới hạn giá 4,6 tỷ đồng và nhận xe vào sáng ngày 11 tháng 1. Chiếc xế hộp được Hà Hồ lựa chọn là dòng xe đặc biệt đắt nhất của hãng hiện nay và chỉ sản xuất giới hạn 500 chiếc cho riêng thị trường Việt Nam. Hồ Ngọc Hà cũng là nghệ sĩ đầu tiên sở hữu VinFast President. Cô nói hào hứng, mong có thể truyền tải cảm hứng cho đồng nghiệp của mình. Lựa chọn được ngựa chiến ưng ý, phù hợp với nhu cầu. Cô nói, xe tốt, máy chạy đã và đẹp thì chẳng có lý do gì nghệ sĩ chúng ta không ủng hộ. Hồ Ngọc Hà cho biết đây là chiếc VinFast thứ 5 của cô sở hữu, vì rằng President và cô như sinh ra để dành cho nhau. Trước đó, vào cuối tháng 12 năm 2030, bà mẹ bà con mua 4 chiếc từ Fadin đến Lắc A2.0 và Lắc SA2.0 phục vụ công việc của công ty. Ca sĩ quyết định mua giới hộp bản giới hạn trong vài ngày vì lời dụ dỗ của chồng, người mẫu diễn viên Kim Lý. Theo cô, tàu xe khác với shopping quần áo hay trang sức. Xe phục vụ nhu cầu đi lại mỗi ngày nên cần thoải mái, chạy êm. Ngoài ra, tiền thuế xe cũng rất cao, không thể chọn chiếc đi được vài bữa đã xuống cấp. Hà Hồ nói thêm, VinFast President sang trọng, kín đáo, mạnh mẽ nhưng vẫn rất phù hợp với túi tiền của tôi. Tôi hy vọng có điều kiện mua nhiều hơn nữa. Sau khi sử dụng xe VinFast, tôi, anh Kim và gia đình tôi rất thích, muốn mua thêm những chiếc xe khác. Chiếc SUV VinFast President là một trong nhiều mẫu xe thương mại mạnh mẽ hiện nay, tăng tiện nghi và hiệu năng sử dụng. Chiều dài xe lên tới 3.133mm, tạo không gian rộng rãi cho hàng ghế sau cùng động cơ V8 6.2. VinFast President có thể tăng tốc từ 0 đến 100km/h trong 6,8 giây, đạt vận tốc tối đa gần 300km/h nhờ công suất tối đa 420 mã lực. Mô men xoắn cực đại 624 nanomet, kết hợp hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Xe cũng trang bị những tính năng an toàn như hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, phân bổ lực phanh điện tử, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ đùa đèo, chống lật, cảnh báo điểm mù, cảnh báo lệch làn đường, hay hệ thống camera 360 quanh thân xe. Về ngoại thất, VinFast President sở hữu thiết kế khoai khoắn, sang trọng, lưới tản nhiệt được thiết kế dạng kim cương, kết hợp với hốc gió cỡ lớn trên nắp capo. Các đường gân nổi dọc hai bên thân xe và trên nắp capo tôn vẻ khoai khoắn, đồng thời giúp tối ưu tính khí động học cho xe.
Ở phía sau, cặp ống giả kép cỡ lớn đậm chất thể thao hỗ trợ đắc lực cho động cơ V8 vận hành trơn tru. Hồ Ngọc Hà cũng đánh giá cao nội thất xe vì chú trọng sự thoải mái của cả người lái và người ngồi hàng ghế sau, với các tính năng massage, sưởi và thông gió cho hàng ghế đầu lẫn thứ hai. Người đẹp cho biết cô ấn tượng với những điều VinFast đã làm được. Cô bày tỏ, công tâm mà nói, tôi sở hữu rất nhiều xe hơi, thương hiệu bình dân cũng có, cao cấp cũng có. Sau rất nhiều năm sử dụng, tôi thấy chiếc xe mới đi khi nào cũng êm, về sau dần xuống cấp và tốn nhiều tiền sửa chữa. Ban đầu, cô cũng băn khoăn về một thương hiệu mới như VinFast, nhưng khi đặt những chiếc xe đầu tiên cho công ty mình, thấy mọi người đều hài lòng, cô tiếp tục mua xế hộp cho mình và người thân. Trở lại năm 2020, nhiều điều đặc biệt. Cô nói thêm, tôi cho rằng cái gì cũng phải có thời gian. VinFast mới ra mắt 2 năm thôi, nhưng bây giờ đi đâu tôi cũng chỉ toàn thấy VinFast. Tin chắc với đà phát triển như thế này, VinFast còn thành công hơn nữa. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, nếu công nghiệp ICT là make in Việt Nam, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia công nghệ. Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, nếu lĩnh vực công nghiệp ICT vẫn là gia công, làm thuê thì lĩnh vực này vẫn như cũ. Nhưng nếu công nghiệp ICT là make in Việt Nam, là phát triển các công nghiệp công nghệ số Việt Nam, là làm chủ công nghệ, thiết kế, sáng tạo và làm ra tại Việt Nam, là giải bài toán Việt Nam, giúp đất nước phát triển và từ đây đi ra chinh phục thế giới, là biến Việt Nam thành quốc gia công nghệ. Sự di chuyển từ thế giới thực vào thế giới số là sự di chuyển vĩ đại nhất trong lịch sử. Ngày 12 tháng 1 năm 2021, tại Hà Nội, diễn ra hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết rằng chúng ta đang sống trong một giai đoạn rất đặc biệt của nhân loại, thế giới đang thay đổi nhanh, khó đoán định, phức tạp và mơ hồ. Ông nói thêm, bởi vì nhân loại đang bước vào một giai đoạn sống hoàn toàn mới, sự di chuyển từ thế giới thực vào thế giới số là sự di chuyển vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Trong cuộc di chuyển này, thách thức lớn và cơ hội lớn luôn đi song hành. Theo đó thì công nghệ số, chuyển đổi số và báo chí truyền thông có vai trò đặc biệt trong cuộc chuyển đổi này. Ngành thông tin và truyền thông chưa bao giờ có sứ mệnh lớn lao như bây giờ. Bộ trưởng nói, đây là cơ may hiếm có để ngành thông tin và truyền thông định vị lại mình, nhìn rõ ràng các thách thức và xác định đúng không gian sống mới, đóng vai trò quyết định cho mọi sự phát triển. Đột phá của chuyển đổi số, càng dùng càng rẻ, càng dùng càng giỏi. Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, nếu bưu chính là chuyển phát thư và bưu kiện thì bưu chính vẫn sẽ là bưu chính. Nhưng nếu như bưu chính là đảm bảo dòng chảy vật chất bên cạnh dòng chảy dữ liệu, nếu bưu chính là nền tảng để hỗ trợ mọi cá nhân, mọi hộ gia đình có thể kinh doanh, có thể tiếp cận được thị trường toàn quốc và toàn cầu, thì bưu chính là nền tảng giúp cho người dân kinh doanh và làm giàu, thoát nghèo. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, do vậy không gian sống, sứ mệnh mới của bưu chính là vô cùng lớn lao. Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng cho hay, nếu viễn thông vẫn tiếp tục là hạ tầng thông tin liên lạc thì viễn thông vẫn sẽ là viễn thông. Nhưng nếu như viễn thông là hạ tầng của nền kinh tế số, nếu như viễn thông là hạ tầng của lưu trữ và xử lý dữ liệu, nếu viễn thông là hạ tầng cung cấp công nghệ như dịch vụ tới mọi người, mọi doanh nghiệp để giúp cho họ sáng tạo sản phẩm, thì viễn thông đã trở thành hạ tầng sản xuất, kinh doanh của nền kinh tế số. Như vậy, không gian mới, sứ mệnh mới của viễn thông đã và đang dần hình thành. Bộ trưởng nhấn mạnh, nếu ứng dụng công nghệ thông tin vẫn tiếp tục là tự động hóa các hoạt động cũ thì vẫn sẽ là ứng dụng công nghệ thông tin. Nhưng nếu ứng dụng công nghệ thông tin là sử dụng công nghệ số để chuyển đổi số, để thay đổi mô hình vận hành, thì công nghệ thông tin thực sự là một cuộc cách mạng giúp cho nhân loại di chuyển từ thế giới thực vào thế giới số. Chuyển đổi số là sự phát triển tiếp theo của ứng dụng công nghệ thông tin, nhưng là sự phát triển mang tính đột phá. Lý giải về điều này, Bộ trưởng chỉ rõ, đột phá ở chỗ nó đưa mọi hoạt động lên môi trường số, toàn dân và toàn diện. Đột phá ở chỗ thay đổi cách chúng ta vận hành cuộc sống. Đột phá ở chỗ càng dùng càng rẻ, càng dùng thì càng giỏi lên, công nghệ càng phát triển. Đó là tương lai của ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Bất kỳ quốc gia nào đã hóa rồng, hóa hổ đều dựa vào sức mạnh tinh thần. Nếu an toàn thông tin vẫn đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin thì sẽ vẫn như vậy. Nhưng nếu an toàn thông tin đảm bảo sự thịnh vượng của Việt Nam trên không gian mạng, xây dựng nền công nghiệp an toàn an ninh mạng giống như công nghiệp dự phòng, là làm chủ hệ thống an toàn an ninh mạng Việt Nam, là trở thành cường quốc về an toàn an ninh mạng để bảo vệ đất nước trên không gian mạng, thì an ninh mạng, an toàn thông tin sẽ thực sự có một không gian và sứ mệnh mới vô cùng lớn lao. Nếu lĩnh vực công nghiệp ICT vẫn là gia công, làm thuê thì lĩnh vực này vẫn như cũ. Nhưng nếu công nghiệp ICT là make in Việt Nam, là phát triển các công nghiệp công nghệ số Việt Nam, là làm chủ công nghệ, thiết kế, sáng tạo và làm ra tại Việt Nam, là giải bài toán Việt Nam, giúp đất nước phát triển và từ đây đi ra chinh phục thế giới, là biến Việt Nam thành quốc gia công nghệ, là tăng trưởng gấp 2 đến 4 lần tăng trưởng GDP của cả nước,
là động lực đưa Việt Nam thành hùng cường, thịnh vượng, trở thành quốc gia phát triển thu nhập cao vào năm 2045, khi lĩnh vực công nghiệp ICT đã nhận về mình một sứ mệnh hoàn toàn mới. Nếu báo chí tiếp tục đưa tin ai, ở đâu, làm gì, khi nào thì báo chí vẫn như cách đây hàng trăm năm. Nhưng nếu báo chí là phản ánh trung thực dòng chảy chính của xã hội, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, lan tỏa năng lượng tích cực, tạo đồng thuận và niềm tin xã hội, thì báo chí đã nhận về mình một sứ mệnh mới. Bộ trưởng nhận định, bất kỳ quốc gia nào đã hóa rồng, hóa hổ đều dựa vào sức mạnh tinh thần là chính. Mà sức mạnh này chỉ được kích hoạt khi quốc gia có một giấc mơ lớn, một khát vọng lớn. Cuối cùng, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng kết luận, dự thảo Đại hội 13 của Đảng đã đặt ra khát vọng này. Nhiệm vụ của báo chí là khơi dậy khát vọng này và tất cả mọi người dân Việt Nam, và từ khát vọng này thành sức mạnh tinh thần, và từ sức mạnh tinh thần này thành động lực phát triển đất nước. Việt Nam ở đâu trong cuộc đua điện hóa ô tô toàn cầu? Việt Nam sẽ bắt kịp xu hướng bỏ xe chạy xăng phát triển xe điện, hay chỉ là một quốc gia nhập khẩu xe điện trong tương lai? Hàng loạt các quốc gia đã đưa ra lộ trình chấm dứt lưu hành các loại ô tô sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong thập kỷ tới. Việt Nam sẽ bắt kịp xu hướng này của thế giới với tư cách đồng hành sản xuất trong chuỗi cung ứng, hay chỉ là một quốc gia nhập khẩu xe điện trong tương lai? Kỷ nguyên động cơ đốt trong sắp kết thúc. Trong nỗ lực cắt giảm lượng phát khí thải carbon từ xe sử dụng động cơ đốt trong, nhiều quốc gia trên thế giới đã lên lịch để chấm dứt tiêu thụ các loại xe chạy nhiên liệu hóa thạch. Nước Anh đã công bố kế hoạch cấm bán xe ô tô chạy xăng và diesel vào năm 2030, sớm hơn 5 năm so với đề xuất ra nghị viện trước đó. Tại Mỹ, cả Tổng thống sắp mãn nhiệm Trump và người kế nhiệm Joe Biden đều bày tỏ quan niệm rõ ràng rằng ủng hộ xe điện bằng cách ưu đãi thuế thiết thực cho các doanh nghiệp thiết lập trạm sạc khắp nước Mỹ và nhà sản xuất ô tô điện. Còn tại châu Á thì chính phủ Nhật Bản cũng đã đề xuất kế hoạch cấm bán xe hơi dùng nhiên liệu hóa thạch vào năm 2030. Trong khối ASEAN, Singapore cũng đã ngừng sản xuất ô tô cách đây 30 năm, nhưng cũng đã khai trương một trung tâm nghiên cứu phát triển xe điện có vốn đầu tư của Hyundai Motor với công suất khoảng 30.000 xe tự lái mỗi năm. Thái Lan cũng đã miễn hàng loạt các sắc thuế cho các nhà sản xuất xe điện và pin, đồng thời đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành nhà sản xuất xe điện số 1 tại Đông Nam Á. Theo đó, sản lượng xe điện sau 10 năm nữa của Thái Lan sẽ đạt con số 750.000 xe trong tổng số 2,5 triệu xe ô tô được sản xuất hàng năm. Với ưu thế sở hữu trữ lượng quặng nickel lớn nhất trên thế giới là nguyên liệu quan trọng hàng đầu để sản xuất pin, Indonesia cũng đặt ra tham vọng trở thành quốc gia sản xuất pin xe điện số 1 thế giới vào năm 2030. Theo chuyên gia ô tô Nguyễn Minh Đồng, hai khoảng cách lớn để thu hút người dân đến với xe điện là mức giá và quãng đường sau mỗi lần sạc. Hai khoảng cách đó hiện đã được thu hẹp dần. Cách đây 5 năm, xe điện đắt gấp đôi so với xe xăng, nhưng giờ chỉ đắt hơn khoảng 1,3 lần. Quãng đường sau mỗi lần sạc cũng đã tăng lên, thay vì 200 km thì nay xe điện có thể đi được tới 400-500 km. Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất vẫn là thời gian sạc pin mất tới hàng giờ đồng hồ và số trạm sạc cũng chưa phủ rộng như là trạm xăng. Việt Nam thật sự chưa thể điện hóa ô tô trong vòng 10 năm tới. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên là trong năm 2020, thị trường Việt Nam lần đầu tiên xuất hiện 3 mẫu xe ô tô xanh dưới dạng phân phối chính hãng hoặc là lắp ráp trong nước. Trước tiên thì phải nhắc đến mẫu xe lai xăng điện Hybrid đầu tiên được Toyota nhập khẩu từ Thái Lan và phân phối chính hãng tại Việt Nam vào tháng 8 2020. Đây là chiếc Toyota Corolla Cross phiên bản HV được gắn thêm động cơ điện giúp mức tiêu hao nhiên liệu xăng chỉ còn 4,6 lít trên 100 km. Cũng trong năm 2020, Mitsubishi cũng là đầu tiên đưa mẫu xe điện MiEV vào thị trường Việt Nam và đã xây dựng một số trạm sạc điện tại một số địa phương, nhưng gần như không đạt được mục tiêu và sau đó thì đã chính thức rút khỏi lĩnh vực này. Không thể không nhắc đến mẫu xe ô tô thuần điện đầu tiên do hãng xe thuần Việt làm ra, đó là xe buýt điện Vinbus do VinFast tự thiết kế chế tạo, mới hoàn thành chạy thử nghiệm vào ngày 20 tháng 10, 2020. Theo công bố của nhà sản xuất, chiếc xe buýt điện này có phạm vi hoạt động từ 220 cho đến 260 km sau mỗi lần sạc đầy khối pin, thời gian sạc là 2 giờ. Sắp tới, nhà sản xuất sẽ đưa vào vận hành thử nghiệm khoảng 100 xe Vinbus tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Phú Quốc. VinFast hiện được xem là hãng xe có mục tiêu sản xuất ô tô điện lớn nhất tại Việt Nam. Theo một số nhận định, VinFast có thể đang đầu tư rất lớn vào xe điện và hướng tới nhập khẩu vào nước Mỹ. Thực tế, hãng xe Việt này đã hé lộ một đoạn video giới thiệu mẫu xe điện đầu tiên của mình. Theo một số thông tin rò rỉ thì mẫu xe này có thể hoạt động liên tục trên quãng đường 500 km mà không phải sạc điện. Tính trung bình ra, xe có thể chạy được 10 ngày với một lần sạc. Cuối năm 2019, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã từng tiết lộ kế hoạch xuất khẩu ô tô điện sang thị trường nước Mỹ vào năm 2021 và đã đầu tư tới 2 tỷ đô la Mỹ để đạt được mục tiêu. Tuy nhiên, do những tác động của đại dịch COVID-19 nên kế hoạch ra mắt sản phẩm này đã phải lùi lại.
Từ góc nhìn chính sách, ông Nguyễn Trung Hiếu, trưởng tiểu ban chính sách Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA cho rằng hiện thị trường xe điện còn sơ khai. Ông Hiếu cho hay, tuy nhiên, từng thành viên của VAMA đã bắt đầu có những sản phẩm ra thị trường như VinFast đã ra mắt xe máy điện, xe buýt điện, Toyota đưa về xe Hybrid, Honda thử nghiệm xe PCX Hybrid 2 bánh. Nhưng vấn đề là làm thế nào để vượt qua được hai trở ngại. Thứ nhất, ngành pin là bí kíp công nghệ, làm sao để sạc vào thì nhanh và trữ điện được nhiều. Thứ hai, mạng lưới chạm sạc phải phủ rộng lại là một vấn đề xã hội, cần có thời gian và nguồn lực đầu tư để có độ bao phủ địa lý, từ đó mới thay thế và dần dần loại trừ xe xăng. Những việc này cũng phải mất tới hàng chục năm chứ không thể nhanh được. Nhận định về tương lai sản xuất xe điện tại Việt Nam thì theo ông Hiếu, Việt Nam hoàn toàn có thể làm được. Như VinFast đã làm xe máy điện, xe buýt điện và tiến tới là xe du lịch hạng nhẹ thuần điện. Tuy nhiên, công nghệ pin không thể phát triển như kiểu thánh gióng được mà vẫn phải tiệm tiến đến quá trình nghiên cứu phát triển của ngành công nghiệp pin thế giới. Bởi thế, thị trường xe điện Việt Nam trong tương lai gần vẫn chỉ là nơi tiêu thụ xe điện nhập khẩu. Nếu đặt ra vấn đề sản xuất ra xe thuần điện hòng thay thế hoàn toàn xe xăng thì chưa thể đặt ra trong vòng 5 đến 10 năm tới. Ông Hiếu nói thêm, sản xuất ô tô điện cần 4 công nghệ cơ bản là tích lũy điện, tức là pin, động cơ điện, máy đổi điện, sạc và kỹ thuật điều khiển. Nếu mở rộng cho cả ngành công nghiệp, khi ô tô điện phát triển và khi điện trở thành nguồn năng lượng chính thay thế xăng dầu thì lúc đó thị trường pin, động cơ điện và các máy đổi điện sẽ vô cùng quan trọng. Từ những lý do này, chuyên gia Nguyễn Minh Đồng cho rằng rất cần nghiên cứu và ban hành sớm các chính sách đồng bộ để thúc đẩy sản xuất xe điện và nhanh chóng làm chủ những công nghệ cơ bản này. Nếu như Việt Nam không bắt tay làm xe điện ngay từ bây giờ thì chắc chắn chúng ta sẽ lại đi sau nhiều quốc gia. Ngày 16 tháng 12 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 2117 ban hành danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu phát triển để chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó công nghệ chế tạo pin nhiên liệu fuel cell và năng lượng hydrogen cùng với công nghệ lưu trữ năng lượng tiên tiến là những lĩnh vực được ưu tiên bố trí nguồn lực phát triển. Đây là động thái chính sách đầu tiên của chính phủ với lĩnh vực pin, làm tiền đề để các doanh nghiệp chạy đà, hy vọng sớm bắt nhịp trào lưu điện hóa ô tô toàn cầu. VinFast tiếp tục lập kỷ lục doanh số trong tháng 12 năm 2020. Tháng 12 năm 2020 ghi nhận doanh số cao nhất của hãng xe Việt từ trước đến nay khi vượt mốc 4.500 xe bán ra thị trường. Trong tháng cuối cùng của năm 2020, VinFast tiếp tục thiết lập nên một kỷ lục mới về số lượng xe bán ra trong một tháng, khi đã có từ 4.503 xe ô tô được bàn giao đến tay khách hàng, trong đó có 2.472 xe Fadil, 1.115 xe Lux A2.0 và 916 xe Lux FA2.0. Đây là những con số rất ấn tượng của hãng xe Việt, minh chứng cho sự tin tưởng, ưa chuộng của khách hàng dành cho các dòng ô tô thương hiệu Việt. Cộng dồn từ tháng 1 năm 2020 đến hết tháng 12 năm 2020, VinFast đã bán tổng cộng 29.485 xe ô tô, bao gồm 18.016 xe Fadil, 6.013 xe Lux A2.0 và 5.456 xe Lux SA2.0. Động lực lớn giúp các dòng xe VinFast bứt phá mạnh mẽ trong tháng 12 năm 2020 là các chính sách ưu đãi, hỗ trợ hấp dẫn mà VinFast luôn tiên phong mang đến cho khách hàng, cùng các hoạt động chăm sóc khách hàng tận tâm, chu đáo mang bản sắc riêng. Trước thời điểm Nghị định 70 năm 2020 của Chính phủ về việc giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước hết hiệu lực, VinFast đã giúp cho các khách hàng đặt mua dòng xe Fadil an tâm khi công bố duy trì ưu đãi trước bạ không đồng cho các xe đặt mua trong năm 2020 và hoàn tất thủ tục nhận xe đầu năm 2021. Đầu tháng 1 năm 2021, VinFast tiếp tục gia hạn chương trình trước bạ không đồng cho hai dòng xe Lux A2.0 và Lux SA2.0 đến hết ngày 28 tháng 2 năm 2021. Theo đó, khoản hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ sẽ được trừ trực tiếp vào giá bán, giúp khách hàng có thể dễ dàng sở hữu xe Lux A2.0 với chỉ từ 881.695.000 đồng và xe Lux SA2.0 chỉ từ 1.226.165.000 đồng. Đặc biệt, tất cả các khách hàng mua xe ô tô VinFast trước ngày 31 tháng 12 năm 2020 đều được nhận một voucher nghỉ dưỡng miễn phí 3 ngày 2 đêm tại hệ thống khách sạn resort 5 sao Vinpearl trên toàn quốc. Tổng giá trị chương trình tri ân này lên tới hơn 600 tỷ đồng, là món quà của VinFast dành tặng cho tất cả khách hàng đã tiên phong ủng hộ thương hiệu ô tô Việt Nam kể từ những ngày đầu tiên ra mắt. Vì sao các nhà sản xuất ô tô lớn tại Việt Nam chưa lên sàn chứng khoán? Ba nhà sản xuất ô tô tư nhân lớn nhất tại Việt Nam gồm Taco, Tissimotor và VinFast chưa có doanh nghiệp nào niêm yết trên sàn chứng khoán. Trong danh sách VNR 500 phiên bản 2020 công bố, ở hạng mục xếp loại 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam có tên của 15 doanh nghiệp có ngành nghề chính là sản xuất kinh doanh ô tô. Trong đó, các doanh nghiệp sản xuất ô tô có thứ hạng cao về quy mô, bao gồm
Công ty cổ phần tập đoàn Vingroup vị trí số 1/500, Công ty cổ phần ô tô Trường Hải vị trí số 5/500 và Công ty cổ phần tập đoàn Thành Công vị trí số 11/500. Tuy nhiên, dù quy mô rất lớn nhưng cho đến nay thì cả 3 nhà sản xuất ô tô tư nhân hàng đầu Việt Nam này vẫn chưa có doanh nghiệp nào niêm yết lên sàn chứng khoán. Công ty cổ phần ô tô Trường Hải thuộc tập đoàn Thaco mặc dù trở thành công ty cổ phần từ năm 2007 nhưng cho đến nay vẫn chưa niêm yết lên sàn chứng khoán. Chủ tịch Thaco ông Trần Bá Dương từng tiết lộ về hai phương án niêm yết Thaco tại một kỳ đại hội cổ đông thường niên. Theo đó, với cấu trúc mới của công ty theo hướng holdings, đầu tư vốn, đa sở hữu thì tập đoàn có hai phương án niêm yết cổ phiếu lên sàn chứng khoán. Phương án thứ nhất là từng bước hướng đến đại chúng cả Thaco và ba công ty nông nghiệp, đầu tư xây dựng và thương mại. Còn phương án thứ hai thì Thaco không đại chúng mà đại chúng các công ty con ngành ô tô và logistics, đặc biệt là công ty sản xuất ô tô. Với công ty cổ phần tập đoàn Thành Công Tissue Motor được xếp thứ 11/500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất cả nước thì hiện tập trung vào 3 ngành nghề thế mạnh chính là sản xuất ô tô, tài chính và bất động sản. Hiện tại thì tập đoàn này chưa có kế hoạch cụ thể để lên sàn chứng khoán, một phần bởi ràng buộc mối quan hệ đầu tư vốn khá lớn từ Hyundai Hàn Quốc trong các đơn vị liên doanh làm thành viên. Còn đối với Vingroup, mảng sản xuất kinh doanh ô tô được tập đoàn này bỏ vốn đầu tư vào công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và kinh doanh VinFast, doanh nghiệp mới thành lập từ tháng 6/2017. Doanh nghiệp này nếu như muốn niêm yết lên sàn chứng khoán thì phải cổ phần hóa và trở thành công ty đại chúng, trong khi mô hình hiện nay của công ty là công ty trách nhiệm hữu hạn. Trong khi đó thì một số doanh nghiệp chuyên phân phối ô tô như là công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn Savico, công ty cổ phần dịch vụ ô tô Hàng Xanh Hasako hay là công ty cổ phần dịch vụ đầu tư tài chính Hoàng Huy đều đã niêm yết trên sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HOSE. Một chuyên gia từ công ty chứng khoán VCBS cho hay, việc lên sàn chứng khoán nằm trong chiến lược tài chính dài hạn của doanh nghiệp, trong đó việc huy động vốn từ các đợt IPO phải mang về cho doanh nghiệp được nguồn lực tài chính đủ mạnh là yếu tố quan trọng nhất để các cổ đông quyết định có niêm yết hay không. Bầu Đức coi như làm lại từ đầu. Hoàng Gia Lai còn làm tiếp, cố gắng từ từ, coi như làm lại từ đầu. Đó là lời tâm sự của Bầu Đức với cổ đông sau khi chuyển quyền kiểm soát công ty con Hoàng Gia Lai Agrico cho Thaco. Ông Đoàn Nguyên Đức, hay còn được gọi với cái tên khác là Bầu Đức, mở lòng với cổ đông khi thôi chức chủ tịch công ty cổ phần nông nghiệp quốc tế Hoàng Gia Lai, Hoàng Gia Lai Agrico. Tôi đẻ công ty ra nhưng phải giải phóng nó để mạnh giỏi chứ không cứ eo uột mãi. Các bạn là cổ đông cũng phải ủng hộ. Tôi muốn công ty phải tốt, tốt nhất chứ không chỉ tốt vừa vừa. Sau 2 năm hợp tác chiến lược với Thaco, Bầu Đức quyết định chuyển giao quyền kiểm soát Hoàng Gia Lai Agrico cho phía tỷ phú Trần Bá Dương. Nhóm cổ đông Thaco sẽ sở hữu 63% cổ phần, qua đó trở thành công ty mẹ của Hoàng Gia Lai Agrico. Ông Dương cũng làm chủ tịch công ty, còn Bầu Đức thì chuyển sang giữ chức phó chủ tịch hội đồng quản trị. Bầu Đức đã trải lòng về gánh nặng nợ vay đè nặng lên doanh nghiệp trong nhiều năm qua rằng trước khi hợp tác với anh Dương, Hoàng Gia Lai Agrico còn là cục nợ, có nhiều tài sản lớn nhưng không sinh lời. Tôi năn nỉ anh Dương thâu tóm. Bầu Đức kể lại khi Hoàng Gia Lai chuyển hướng từ một doanh nghiệp bất động sản lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh sang làm nông nghiệp vào năm 2008. Giá cao su đang hơn 5.000 đô la Mỹ trên tấn. Công ty ước tính với mức giá này có thể thu được lợi nhuận khoảng 200 đến 300 triệu đô la Mỹ. Nhưng thị trường không thuận lợi. Đến năm 2012, vào thời điểm thu hoạch, giá cao su rớt xuống còn 1.100 đô la Mỹ trên tấn. Do đó, việc kinh doanh thua lỗ. Đến năm 2016, thì công ty mất thanh khoản. Sau đó, nhờ các ngân hàng, đặc biệt là BIDV tái cấu trúc nợ cho Hoàng Gia Lai, công ty của Bầu Đức được ân hạn các khoản nợ. Ông nói may mắn thứ hai của ông là việc hợp tác với chủ tịch Thaco ông Trần Bá Dương năm 2018. Bầu Đức kể lại, sau khi đưa ông Dương tham quan nông trường ở Lào, Campuchia, hai doanh nhân chỉ thảo luận 1-2 ngày và cơ bản đồng ý các điều khoản. Thaco ngay lập tức rót cho Hoàng Gia Lai 2.700 tỷ đồng mà không cần tới mảnh giấy. Thời điểm này, nếu làm thủ tục phát hành trái phiếu, cổ phiếu thì sẽ mất thêm vài tháng và công ty của Bầu Đức sẽ không trụ nổi. Nhưng qua hơn 2 năm hợp tác với Thaco, Hoàng Gia Lai Agrico vẫn còn nhiều khó khăn. Công ty giảm đáng kể gánh nặng lãi vay nhưng vẫn còn các khoản nợ ngân hàng. Nợ Thaco, nợ công ty mẹ Hoàng Gia Lai, nợ nhà cung cấp, nợ đối tác, nợ nhân viên tổng số tiền hơn 16.000 tỷ đồng. Do đó, ông Đức và ông Dương ngồi lại lần nữa để tiếp tục tái cấu trúc quyết liệt, đi đến quyết định đổi chủ Hoàng Gia Lai Agrico. Bầu Đức phát biểu vào tối ngày 8 tháng 1, 2021 rằng có nhiều người nói anh Dương thâu tóm Hoàng Gia Lai. Xin thưa, tôi năn nỉ anh Dương thâu tóm. Được thâu tóm là quá vinh dự. Nếu không có anh Dương, tôi không có ngày hôm nay đứng đây nói chuyện. Anh Dương có tài chính, chuyên môn, sự quản trị. Anh làm Hoàng Gia Lai Agrico tốt hơn
thì tôi cũng có lợi. Cá nhân tôi thấy đây là quyết định rất sáng suốt. Trả nợ trước, lời lỗ tính sau. Bầu Đức nhiều lần nhấn mạnh tương lai của Hoài Gia Lai Agrico rất sáng sủa sau khi đổi chủ vì có thể trả hết nợ ngân hàng. Sau khi phát hành thêm 741 triệu cổ phiếu cho Thaco để hoán đổi nợ và tăng vốn điều lệ thêm hơn 7.000 tỷ đồng và đồng thời bán đi 4 công ty con cho phía tỷ phú Trần Bá Dương với giá hơn 9.000 tỷ đồng, Bầu Đức cho biết Hoàng Anh Gia Lai Agrico cơ bản là đã xóa sạch nợ nần và thậm chí là còn tiền mặt để đầu tư. Bầu Đức khẳng định 4-5 năm đại hội, năm nào cũng nợ. Quan điểm của tôi là rất rõ ràng, giải quyết nợ là ưu tiên số 1, chuyện lời lỗ thì tính sau. Còn nợ lâu dài, công ty mãi không tốt được. Trước kia làm ra được đồng nào, phải trả lãi đồng nấy. Muốn phát triển được Hoài Gia Lai Agrico, phải không còn nợ. Từ nay trở đi, Hoài Gia Lai Agrico không còn khái niệm thiếu tiền. Ông nói thêm Hoài Gia Lai Agrico có tổng diện tích đất hơn 35.000 ha, không còn nợ ngân hàng và áp lực trả lãi vay, có tiền mặt để đầu tư, có thị trường, có sẵn diện tích trái cây đang trồng, chỉ đợi thu hoạch, nên khả năng cao sẽ phát triển tốt, thành công dưới sự dẫn dắt của ông Trần Bá Dương trong thời gian tới. Bầu Đức bộc bạch, bản thân tôi cách đây 4-5 năm ra đường, họ nói xấu, ông này nợ nhiều, tôi chịu. Nhưng ngày hôm nay lần đầu tiên tôi rất tự hào có một công ty sẽ không còn nợ ngân hàng, chính thức thoát ra khỏi cái vùng luẩn quẩn. Đâu ai có quyền đòi nợ nữa. Tôi nhắc lại, Hoài Gia Lai phải bán hàng loạt tài sản, công ty con suốt 2 năm qua để trả số tiền nợ lên tới 28.000 tỷ đồng. Nay Hoài Gia Lai Agrico đã thực hiện được mục tiêu dứt điểm sạch nợ, Bầu Đức cảm thấy nhẹ gánh. Còn dư nợ của tập đoàn Hoài Gia Lai giảm xuống 8.000 tỷ cũng là một con số nhỏ nếu như so với trước đây. Làm lại với Hoài Gia Lai. Trả lời cho câu hỏi liệu rằng Hoài Gia Lai có thoái nốt phần vốn còn lại, tức là 26,8% cổ phần, và rời bỏ Hoài Gia Lai Agrico hay không, thì Bầu Đức cho biết ông quyết tâm đồng hành cùng với ông Dương vì nông nghiệp là tâm huyết do ông xây dựng nên. Hoài Gia Lai Agrico vẫn hoạt động bình thường sau khi đổi chủ, nhưng ông Dương sẽ thay ông cầm lái công ty. Tuy nhiên, việc có theo được hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, ông không chủ động được. Hoài Gia Lai của ông Đức cũng còn nợ ngân hàng, gặp nhiều vấn đề và còn khó khăn hơn là Hoài Gia Lai Agrico. Bầu Đức không chia sẻ cụ thể về tương lai của Hoài Gia Lai sau khi không còn kiểm soát Hoài Gia Lai Agrico nữa và hẹn cổ đông sẽ giải đáp vào đại hội thường niên sắp tới. Bầu Đức chia sẻ, bây giờ không nói trước tương lai được. Đừng bao giờ nói trước điều gì trong kinh doanh. Thành công đừng tự hào. Trên thương trường thất bại lúc nào không ai hay. Ông kể lại thời điểm cao su có giá 5.000 đô la Mỹ trên tấn, việc nhảy vào lĩnh vực này là đúng và nhiều người muốn đi theo Hoài Gia Lai mà không được. Bầu Đức tâm sự với cổ đông, nhưng giá giảm xuống còn có 1.100 đô la Mỹ thì trách ai được. Bỏ vào gần 1 tỷ đô la Mỹ đầu tư hai loại cây không thu được đồng nào. Đã làm lớn là phải chịu. Đi sai thì chịu. Ông cho biết Hoài Gia Lai sắp tới sẽ đi một cách từ từ. Nếu tập đoàn sinh ra được Hoài Gia Lai Agrico thì cũng có thể tạo ra được nhiều công ty còn khác, miễn là còn sức khỏe. Ông nói đùa, Hoài Gia Lai còn làm tiếp, chưa giơ tay đầu hàng. Mình cố gắng từ từ, coi như là xóa bài, làm lại từ đầu. Vẫn còn 400 triệu cổ phiếu Hoài Gia Lai Agrico và đội bóng cơ mà. Vừa xây biệt thự, anh em Tamau TV tiếp tục mua xe VinFast Lux SR 2.0. Anh em Tamau TV đã khiến cho cộng đồng mạng phát sốt khi vừa xây xong biệt thự đã tậu xe VinFast Lux SR 2.0. Cái tên Tamau TV không còn quá xa lạ với cộng đồng YouTuber cũng như những bạn trẻ hiện nay. Đây là kênh YouTube với nội dung giải trí do hai anh em người Ba Vì, Hà Nội là Lê Mạnh Cường và Nguyễn Văn Dũng thực hiện. Trong thời gian gần đây, hai anh em Tamau TV liên tục gây bất ngờ với cộng đồng mạng bằng sự giàu lên nhanh chóng của mình. Sau khi xây xong biệt thự trong khuôn viên 800m², Lê Mạnh Cường và Nguyễn Văn Dũng lại tiếp tục dắt tay nhau đi mua xe VinFast. Được biết, chiếc VinFast mà hai anh em nhà Tamau TV lựa chọn đó là mẫu SUV Lux SR 2.0. Hiện tại thì VinFast Lux SR 2.0 có mức giá từ 1,416 tỷ đồng. Tuy nhiên thì VinFast vẫn tiếp tục duy trì hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho Lux SR 2.0, do đó sau ưu đãi mức giá của mẫu xe này chỉ còn từ 1,362 tỷ đồng. Tại Việt Nam thì VinFast Lux SR 2.0 được trang bị động cơ 2.0 lít i4 DOHC, công suất tối đa 228 mã lực, mô men xoắn cực đại 350 Nm đi kèm hộp số ZF tự động 8 cấp cùng hệ dẫn động 2 cầu AVKP.
Chiếc xe sở hữu một loạt các trang bị tiện nghi đẳng cấp như là hệ thống đèn full LED, la răng hợp kim nhôm 20 inch, ghế chỉnh địa 12 hướng, màn hình cảm ứng 10,4 inch cỡ lớn, hệ thống âm thanh 13 loa, hỗ trợ kết nối Wi-Fi, Bluetooth. Đồng thời, Lexus SR2.0 còn được trang bị các tính năng an toàn cao cấp khác như là hệ thống 6 túi khí, chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử ESC, chống trượt TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA, camera 360 độ quanh thân xe. Đồng sáng lập ví điện tử Momo. Nhiều người cho rằng ví điện tử là đốt tiền, thực ra là họ chưa bao giờ làm. Sự phát triển của Momo là cả chặng đường khó khăn mà doanh nghiệp vượt qua, từ sản phẩm sơ khai trên SIM điện thoại cho đến ứng dụng thanh toán điện tử hiện đại như ngày nay. Thành công ban đầu này là những đúc kết từ sự thất bại, từ tâm thế của người tiền phòng, dám thử và dám thay đổi của đội ngũ lãnh đạo. Năm 2010, ví điện tử Momo chính thức ra mắt tại khách sạn Melia Hà Nội với phiên bản dịch vụ chuyển và nạp tiền qua điện thoại thanh toán hóa đơn. Khi đại dịch Covid-19 ập đến, ví điện tử này nhanh chóng đạt thêm được 10 triệu người dùng chỉ trong năm 2020, con số mà mất 9 năm trước đó mới có được. Hiện tại, Momo đã kết nối trực tiếp với 26 ngân hàng lớn trong nước và quốc tế. Hệ sinh thái còn mở rộng với hơn 22.000 đối tác ở nhiều lĩnh vực, hệ thống hơn 120.000 điểm chấp nhận thanh toán từ nhà hàng sang trọng cho đến các hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Sau đây chúng tôi xin được gửi tới quý khán thính giả phần trò chuyện giữa ông Nguyễn Bá Diệp, đồng sáng lập kiêm phó chủ tịch Momo, với báo Người Đồng Hành. Ông Nguyễn Bá Diệp, đồng sáng lập kiêm phó chủ tịch Momo đã mở đầu cuộc trò chuyện với Người Đồng Hành rằng đại dịch Covid-19 dẫn đến nhiều ngành nghề đi xuống, nhưng may mắn là lĩnh vực thanh toán điện tử, trong đó có ví Momo đi lên rất mạnh. Lý do là trước đây, người dân và doanh nghiệp chỉ mới sử dụng một phần, chưa nhiệt tình. Khi mà đại dịch ập đến, họ bắt đầu loay hoay và tìm đến thanh toán điện tử nhiều hơn. Momo là đơn vị hiếm hoi vẫn trả lương đầy đủ và thuê thêm vài trăm nhân sự trong dịch Covid-19. Đại dịch Covid-19 đã làm cho thói quen thanh toán điện tử của người dân thay đổi như thế nào thưa ông? Thứ nhất, dịch bệnh bùng phát khiến cho người dân ở nhà nhiều hơn, không đi đâu, nên họ bắt đầu tìm đến thanh toán điện tử. Trước đây họ có thói quen ra ngoài mua thẻ cào điện thoại hay là thanh toán từ điện nước, thì bây giờ họ phát hiện ra rằng hóa ra trên ví này cũng có hầu hết các dịch vụ mà họ mong muốn. Thứ hai là đối với doanh nghiệp, việc giãn cách xã hội thì làm thế nào để bán được hàng đây? Họ bắt đầu nhận thấy online là phương án rất tốt, giúp cho họ ít nhất là có thể tồn tại được trong giai đoạn khó khăn. Và như vậy, họ bắt đầu cổ suý cho việc này, mà thật ra thì theo tôi, cũng chính là lối thoát cho doanh nghiệp. Quan trọng hơn, Covid-19 cũng tạo nên cú hích về mặt nhận thức cho người dùng, doanh nghiệp, đặc biệt là cơ quan nhà nước. Đơn cử, cổng dịch vụ công quốc gia của chính phủ đã khai trương từ cuối năm 2019, nhưng chưa có nhiều hoạt động. Khi mà dịch bệnh Covid-19 bùng phát, chính phủ đã đẩy mạnh cổng để giúp cho các dịch vụ công không bị gián đoạn, xây dựng quy trình tốt hơn và được người dân ủng hộ. Khi chính phủ nói thì niềm tin của người dân vào thanh toán điện tử lại càng được xây dựng. Những con số về lượng khách hàng, lượng giao dịch hay số dịch vụ của Momo là một minh chứng cho thấy những thay đổi đột biến của lĩnh vực thanh toán điện tử trong thời gian qua. Riêng năm 2020, chúng tôi có thêm 10 triệu người dùng. Đây là con số mà mất tới 9 năm trước đó mới có được. Vâng, thưa ông, tăng trưởng nhanh như thế liệu có khiến cho công ty gặp vấn đề nào không? Dịch bệnh Covid-19 khiến cho lượng khách hàng của các đơn vị cung cấp dịch vụ tăng vọt. Trước đây, chúng tôi phải đến từng người bán, thuyết phục họ đưa dịch vụ lên Momo. Thì bây giờ họ lại tìm đến mình, thậm chí là năn nỉ kết nối nhanh cho họ, khiến cho khối lượng công việc và nguồn lực đầu tư trở nên áp lực hơn. Cũng chính vì thế mà Momo phải gia tăng nhân sự. Chúng tôi là một đơn vị hiếm hoi vẫn trả lương đầy đủ và thuê thêm vài trăm nhân sự để đảm bảo được dịch vụ thông suốt. Vâng. Thanh toán điện tử đang phát triển rất nhanh tại khu vực đô thị. Nhưng tại nông thôn, nơi mà mức độ thâm nhập của công nghệ còn thấp, thì phương án như thế nào thưa ông? Theo tôi, nhu cầu dịch vụ thanh toán đối với vùng quê sẽ là rất lớn. Đây là cơ hội nhưng cũng là một khó khăn thách thức. Hiện tại Momo mới đang phát triển ở các thành phố cấp 1, cấp 2 và cần tới thời gian để xuống sâu hơn cấp 3, cấp 4. Lý do là người dân phải có smartphone, cần có tài khoản ngân hàng và có dịch vụ để sử dụng. Điều này cần phải được xây dựng một cách từ từ. Momo thì vẫn đang triển khai các kế hoạch để tiếp cận nhóm khách hàng này. Một tin vui là gần đây chính phủ cho phép áp dụng eKYC, định danh điện tử, để mở tài khoản ngân hàng điện tử. Và tất nhiên rồi, điều này đã giúp cho Momo có thể đi xuống tới tận được vùng sâu vùng xa. Momo luôn nghĩ phải làm sao để người dùng cảm thấy vui. Thưa ông,
là những người tiên phong trong lĩnh vực thanh toán điện tử. Momo trong trí nhớ của ông từng có những phiên bản nào? Giai đoạn sơ khởi khi chúng tôi làm Mobile Money là tên viết tắt của Momo, hiểu đơn giản là dịch vụ chuyển tiền trên SIM điện thoại. Lúc đó chúng tôi đã sang Kenya ở châu Phi cả tháng trời để học hỏi mô hình mà lúc đó rất thành công ở trên thế giới là MPSA. Về lại Việt Nam, anh em rất hào hứng bắt tay vào làm, nhưng cuối cùng thì thất bại vì làm trên SIM khó quá. Bởi vì mỗi lần muốn thay đổi ứng dụng, chúng tôi phải viết rồi gửi cho công ty làm SIM ở nước ngoài, sau đó thì vận chuyển theo đường biển về Việt Nam mất tới 3 tháng. Rồi khi nhà mạng nhập SIM phân phối ở các cửa hàng thêm 3 tháng nữa, nghĩa là khách hàng muốn có một phiên bản mới thì phải mất tới 1 năm. Mô hình này vì vậy không thành công. Tiếp đến vào giai đoạn 2011-2012, chúng tôi rẽ theo hướng đi mô hình chuyển tiền mặt, xây dựng một loạt các điểm giao dịch ở khắp các nơi. Khách đến cứ đưa tiền mặt rồi đưa số điện thoại, thế là người ở đầu kia nhận được tin nhắn có mã chuyển tiền, rồi cầm tin nhắn với chứng minh nhân dân ra điểm nạp rút gần nhà nhất để rút tiền. Dịch vụ nghe thì rất hay nhưng mà không thể đạt được quy mô lớn. Thành thử ra, đầu tư mất tới mấy năm trời, mất nhiều công sức và tiền của nhưng lại không được thành công. Nhân sự chỉ còn khoảng 100 người. Đây như là một cú đánh vào kỳ vọng của chúng tôi vậy. Thú thật, khi đó tôi rất hoang mang. Đây là mô hình đỉnh cao, nhưng khi mình làm lại không như mong đợi. Vì vậy, ban điều hành mới ngồi lại và đi đến một quyết định phải làm một cái gì đó rất mới, rất đột phá. Năm 2013, chúng tôi khởi đầu phiên bản thứ 3 của Momo khi bắt đầu viết ứng dụng trên điện thoại thông minh. Việt Nam khi đó chắc chỉ có khoảng 10% dân số có smartphone bởi vì giá cả rất đắt, 1.000 đến 1.500 đô cho một chiếc. Các dịch vụ trên ứng dụng thì cũng chưa phổ biến. Ngay cả tới chúng tôi cũng chưa biết gì về lập trình ứng dụng. Momo lập ra một đội lập trình và phải làm đi làm lại rất nhiều lần mới có được một sản phẩm đầu tiên khai trương vào tháng 6 năm 2014. Hồi đó Momo làm ứng dụng thì bị người ta chê cười lắm vì toàn làm những gì mà không ai hiểu được. Không ai làm thế này cả. Các đồng nghiệp được cấp phép làm ví điện tử khi đó đều chế giễu Momo. Họ nghĩ rằng mình làm điều kỳ quặc sẽ không thành công được. Nhưng giờ chỉ còn Momo sống được. Khi mà ngành công nghệ phát triển, điện thoại di động rẻ hơn, Internet phổ biến, tạo ra nền tảng cho Momo phát triển. Chúng tôi là đơn vị đầu tiên viết ứng dụng tài chính trên app có sự phát triển hơn. Tôi nghĩ rằng nếu mình làm cái gì mà mọi người đều biết, mọi người đều nghĩ ra được thì không độc đáo được. Mình dám làm những cái đột biến, rủi ro thật, nhưng nếu làm được thì sẽ có những cái bùng phát không ai có được. Vâng, hiện tại có đến vài chục ví điện tử cùng phát triển. Vậy sự khác biệt của Momo là gì thưa ông? Và Momo sẽ cạnh tranh với các ví điện tử nước ngoài như thế nào? Hiện tại thì thị trường Việt Nam có khoảng 38 ví điện tử hoạt động, trong đó có 5 ví lớn nhất chiếm khoảng 95% thị phần. Mỗi đơn vị có một đường đi riêng nhưng đa số đang xây dựng hệ sinh thái đóng. Riêng Momo là hệ sinh thái mở, tức là tất cả các đối tác có thể kết nối vào. Theo tôi, với thị trường khoảng 100 triệu dân thì thường phân bổ tối đa là 3 đơn vị lớn, như Việt Nam có 3 nhà mạng, 3 hãng truyền hình hay là 2 đến 3 hãng dầu gội lớn. Vì vậy, trong 3 năm tới chắc là chỉ còn khoảng đến 2-3 ví có thể tồn tại, chiếm khoảng 95% thị phần. Những ví nhỏ hơn còn lại phải tìm được thị trường rất riêng biệt, nhỏ hơn để tồn tại. Cái khó trong cạnh tranh là phải giữ được khách hàng, duy trì sản phẩm để họ trung thành và hạnh phúc khi sử dụng thì rất khó. Momo luôn nghĩ phải làm sao để cho người dùng cảm thấy vui. Đó là lý do mà Momo đưa ra rất nhiều chương trình giải trí như là Luxy, Học viện Momo, Ngày hội siêu đều, để cho khách hàng cảm thấy đây không chỉ là một sản phẩm thanh toán khô cứng mà còn là một sản phẩm có thể tương tác được và vui được. Momo tự hào khi là sản phẩm duy nhất do người Việt Nam tự tay xây dựng và thiết kế 100%. Đây là điều rất đỗi khác biệt so với các đơn vị khác. Các đơn vị có tính chất toàn cầu nên cái dở là làm chung một sản phẩm cho tất cả các thị trường, khiến cho đôi khi là không phù hợp. Trải nghiệm người dùng Momo cũng được thiết kế riêng cho người Việt Nam. Chúng tôi có một đội ngũ mấy chục nhân sự, hàng ngày chỉ xem xét dữ liệu, nghiên cứu trải nghiệm khách hàng để tư vấn các giải pháp tốt nhất. Công nghệ của Momo bao giờ cũng được phát triển trước mấy năm. Những cái gì mà chúng tôi đang làm bây giờ là phục vụ cho 2 năm tới. Hơn thế nữa thì sản phẩm của chúng tôi được thiết kế từ đầu chứ không phải là chắp vá. Momo đưa ra mục tiêu 50 triệu khách hàng. Theo ông thì mất bao nhiêu lâu để đạt được con số này? Công ty có mục tiêu mang dịch vụ tài chính đến người dân Việt Nam và là công cụ hỗ trợ chính phủ thực hiện chiến lược tài chính toàn diện, phát triển kinh tế số. Để thực hiện được nhiệm vụ này thì Momo phải có một độ phủ rất lớn, phải phát triển tối thiểu 50 triệu khách hàng. Và với đà tăng trưởng hiện có thì tôi nghĩ chắc khoảng 2 năm nữa là chúng tôi đạt được con số này.
nói ví điện tử đốt tiền là thực ra họ chưa làm bao giờ. Thưa ông, thanh toán điện tử tăng trưởng nhanh nhưng chi phí rất lớn. Ông có cho rằng đây là cuộc chơi đốt tiền hay không? Nhiều người cho rằng ví điện tử là đốt tiền nhưng thực ra họ chưa bao giờ làm. Để phát triển khách hàng mới thì phải tốn chi phí. Đây là một điều hiển nhiên đối với tất cả các dịch vụ. Đơn giản như bán dầu gội đầu thì phải phát mẫu dùng thử, phát triển thẻ tín dụng tốn chi phí đi tìm khách hàng, dịch vụ bảo hiểm trả phí cho một kênh nào đó để tiếp cận khách hàng thì ví điện tử cũng như vậy. Với riêng Momo, công ty có chính sách khuyến khích nhất định cho khách hàng mới. Khi mà họ dùng thử thấy ổn rồi thì họ mới dùng tiếp. Còn với khách hàng cũ, Momo phối hợp với siêu thị, cửa hàng để các đơn vị đó tặng khuyến mãi cho khách hàng. Bản chất khi cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử là giúp cho các chi phí liên quan đến dịch vụ được giảm đi. Giả sử một công ty tài chính tiêu dùng, công ty bảo hiểm cử nhân viên đến nhà khách hàng để thu tiền thì chi phí sẽ cao hơn so với thanh toán điện tử. Việc đó giúp cho chi phí thay vì 10 đồng bây giờ chỉ còn 2 đến 3 đồng. Chi phí giảm xuống thì toàn bộ hệ sinh thái này cũng có lợi. Momo còn là một doanh nghiệp có nhiều cổ đông nên không thể vác tiền đi tiêu một cách vô tội vạ. Hết tiền thì công ty làm sao mà hoạt động được nữa, nên ban lãnh đạo cũng luôn phải chứng minh được tính hiệu quả trong mỗi phương án kinh doanh. Vâng, với startup phát triển nhanh, người ta hay nghĩ về kỳ lân. Còn với Momo, ông nghĩ sẽ trở thành điều gì? Con kỳ lân thì tôi không rõ lắm vì nó là của phương Tây. Còn giấc mơ của Momo là thành con đại bàng. Nhà nước đang chào đón các đại bàng trên thế giới về làm tổ. Vậy thì tại sao Momo không trở thành đại bàng của Việt Nam trên đất nước quê hương mình? Đại bàng là một sinh vật kiêu hãnh, tự do, dũng cảm và quan trọng là nó có thật. Ngoài ra, đại bàng cũng có quá trình lột xác khi về già. Chúng dám bẻ móng, nhổ lông để có thể hùng mạnh trở lại. Cũng giống như công ty này, chúng tôi thất bại với Mobile Money nhưng đã tái sinh lại thành con đại bàng mới, hùng mạnh hơn. Tôi hy vọng rằng Momo đủ lớn, đủ mạnh để có thể bay trên lãnh thổ của mình và cạnh tranh không thua kém bất kỳ một đối thủ nào trong lĩnh vực này. Thưa ông, Momo tự xem mình là kẻ mở đường mộng mơ. Vậy, giấc mơ lớn nhất của ông là gì? Vào thời điểm khởi đầu, giấc mơ lớn nhất của chúng tôi đó là người Việt nào cũng dùng ví điện tử. Giấc mơ này đã đi được phần nửa khi mà người dân thành phố dùng rồi, giờ chỉ còn vấn đề phát triển ở nông thôn. Thực tế, với gần 20 triệu người dùng thì đây không còn là giấc mơ nữa mà đã là quá trình. Tôi còn muốn Momo không chỉ là sản phẩm cho người dùng Việt mà là một sản phẩm quốc tế, phục vụ mục tiêu chung là thay đổi cuộc sống của con người. Tuy nhiên, việc đầu tiên của Momo vẫn là phải xây nhà cho chắc cái đã. Vâng, xin cảm ơn ông. Phú Quốc lên thành phố, cần những con đại bàng quốc tịch Việt Nam như Vingroup, Sun Group đến làm tổ và dựng nghiệp. Trong khuôn khổ hội thảo Phú Quốc đón vận hội dẫn lối thành công, các chuyên gia nhận định Phú Quốc đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển và thu hút đầu tư. Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động chào mừng Phú Quốc trở thành thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam, ngày 10 tháng 1 năm 2021, Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang phối hợp với tập đoàn Sun Group đã tổ chức hội thảo Phú Quốc đón vận hội dẫn lối thành công. Tham dự hội thảo có lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Sở Du lịch, các sở, ban ngành tỉnh Kiên Giang, lãnh đạo thành phố Phú Quốc, các chuyên gia uy tín trong lĩnh vực kinh tế, bất động sản cùng đông đảo doanh nghiệp. Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, Nguyễn Lưu Trung ghi nhận sự quan tâm và những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp trong thời gian qua, trân trọng và đánh giá cao sự đóng góp của tập đoàn Sun Group đối với địa phương cũng như ý nghĩa mang lại của hội thảo. Ông Nguyễn Lưu Trung nói rằng, tỉnh Kiên Giang kỳ vọng các tham luận, các ý kiến tọa đàm của các chuyên gia, doanh nghiệp, các cơ quan truyền thông sẽ giúp cho tỉnh tiếp tục xây dựng và hoàn thiện kế hoạch, lộ trình phát triển cũng như nghiên cứu, đề xuất với Trung ương các cơ chế, chính sách nổi trội để thành phố Phú Quốc tiếp tục phát triển mạnh mẽ trước những vận hội mới, trong đó có việc đón đầu, định hướng cho phát triển bất động sản gắn với du lịch nghỉ dưỡng, để thành phố Phú Quốc thật sự trở thành trung tâm kinh tế trọng điểm của khu vực phía Nam và cả nước, trung tâm nghỉ dưỡng chất lượng cao mang tầm cỡ quốc tế, đặc biệt từng bước xây dựng Phú Quốc trở thành thành phố kiểu mẫu về phát triển kinh tế, du lịch, bảo vệ môi trường, thân thiện và an toàn. Kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị, đại diện đơn vị đảm nhiệm vai trò quy hoạch Nam Phú Quốc đã đưa ra những định hướng quy hoạch phát triển cho khu vực này, tầm nhìn đến năm 2030 và 2050. Theo đó, Nam đảo sẽ phát triển theo mô hình thành phố cảng, lấy cảng hàng hóa quốc tế An Thới làm động lực phát triển kinh tế, tạo các khu vực tự do thương mại quốc tế, phi thuế quan, thung lũng công nghệ cao 4.0 làm tiền đề, động lực phát triển công nghệ và thành phố thông minh.
đồng thời tạo chuỗi các thành phố khác biệt với các tính chất riêng như thành phố khai phóng, thành phố nghệ thuật, thành phố văn hóa và lễ hội, thành phố sinh thái, thành phố thông minh, thành phố năng lượng. Kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị nhấn mạnh, Nam đảo có lợi thế tạo lập chuỗi các resort nghỉ dưỡng với các tính chất khác biệt như khu đảo trong đảo siêu cao cấp, đảo Hòn Thơm với định vị trở thành một thương hiệu đảo tỷ phú. Nam Phú Quốc cũng rất phù hợp để quy hoạch trung tâm đô thị nén, mật độ cao với đa sắc thái và năng động 24/7. Bên cạnh đó là một hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại. Trong khi đó, dưới góc nhìn kinh tế vĩ mô, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam nhận định, Phú Quốc đón nhận danh hiệu thành phố đảo, đô thị cấp 2 với các điều kiện năng lực đã được chuẩn bị sẵn sàng, trong đó có 3 yếu tố vượt trội là không gian, hạ tầng đô thị du lịch biển đảo, hạ tầng giao thông kết nối và thu hút đầu tư. Nhấn mạnh không gian, hạ tầng đô thị du lịch biển đảo hiện đại đã định hình và phát triển mạnh mẽ ở Phú Quốc. Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên nêu ví dụ điển hình về cụm đô thị phía Nam đảo gắn với hàng loạt công trình lộng lẫy và bề thế của Sun Group. Sự có mặt của các sếu đầu đàn như Sun Group, Vin Group với những cam kết đầu tư và phát triển dài hạn, hướng tới đẳng cấp cao nhất, còn với uy tín của mình là điều kiện nền tảng, tạo động lực mạnh mẽ để thúc đẩy Phú Quốc tiếp tục phát triển vượt trội trong giai đoạn tới. Tính đến tháng 9 năm 2020, Phú Quốc đã thu hút 276 dự án du lịch trên diện tích gần 10.000 ha, tổng vốn gần 347.000 tỷ đồng, tức 17-20 tỷ USD. Hiếm có địa phương, thậm chí tỉnh có năng lực thu hút đầu tư lớn nhất, có sức hấp dẫn đầu tư trong một thời gian ngắn mạnh như Phú Quốc. Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên đề nghị, cần định hình rõ hơn nữa hệ thống khuyến khích các doanh nghiệp đầu đàn, những con đại bàng quốc tịch Việt Nam đến làm tổ và dựng nghiệp ở Phú Quốc với những cam kết mạnh mẽ và xứng tầm. Tuy nhiên, ông Thiên cũng cho rằng, để phát triển Phú Quốc trong tương lai, Phú Quốc cần tháo gỡ các trói buộc, thay đổi các cơ chế, chính sách chung với lộ trình đi trước cho Phú Quốc trong nỗ lực thị trường hóa, hiện đại hóa thể chế và quản trị, chứ không phải lập giang sơn riêng, cho Phú Quốc một mình một ngựa, gây méo mó hệ điều hành quốc gia. Cùng với du lịch, hạ tầng đô thị, lĩnh vực bất động sản cũng được các chuyên gia dự báo sẽ bứt tốc sau bước ngoặt Phú Quốc lên thành phố. Bà Đặng Phương Hằng, Tổng Giám đốc CBRE Việt Nam khẳng định, mô hình phát triển các hệ sinh thái du lịch tất cả trong một, gồm 3 chân kiền du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, bất động sản cao cấp phù hợp với định hướng đưa Phú Quốc trở thành thành phố đáng sống, trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng tầm cỡ quốc tế. Do đó, thời gian tới, phân khúc bất động sản gắn với du lịch, nghỉ dưỡng sẽ tiếp tục thăng hoa ở Phú Quốc, với dư địa phát triển dồi dào ở Nam đảo, trung tâm mới của thành phố biển đảo. Đồng thời, về mặt giao thông, Vietnam Airlines cho biết sẽ mở rộng mạng bay kết nối Phú Quốc với các tỉnh, thành phố khác của Việt Nam, phát triển các sản phẩm thuê chuyến tới Phú Quốc, đảm bảo sản phẩm từ Phú Quốc có thể nối chuyến tốt với các thị trường nguồn châu Âu, châu Á và Úc qua cửa ngõ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, từng bước xây dựng sân bay Phú Quốc trở thành căn cứ hàng không lớn của Việt Nam và trong khu vực. Quốc gia nào sẽ thay thế Trung Quốc khi mà nền kinh tế này không còn muốn làm công xưởng của thế giới nữa? Sau nhiều năm tăng trưởng dựa vào xuất khẩu, nhân công giá rẻ và mặt hàng kỹ thuật thấp, Trung Quốc đang muốn từ bỏ danh hiệu công xưởng của thế giới để hướng đến một nền kinh tế trình độ cao. Việc nền kinh tế Trung Quốc bùng nổ và trở thành công xưởng của thế giới trong vài thập niên trở lại đây đã thu hút được sự chú ý của nhiều chuyên gia. Kể từ khi gia nhập Tổ chức Thương mại Quốc tế WTO năm 2001, Trung Quốc đã dần trở thành người chơi lớn trong chuỗi cung ứng sản xuất toàn cầu. Thế nhưng sau nhiều năm, tăng trưởng dựa vào xuất khẩu, nhân công giá rẻ và các mặt hàng kỹ thuật thấp, thì Trung Quốc lại đang muốn từ bỏ danh hiệu công xưởng của thế giới để hướng đến một nền kinh tế trình độ cao. Bởi vậy, câu hỏi đặt ra hiện nay là quốc gia nào sẽ thay thế được Trung Quốc cho vai trò này? Việt Nam, ứng viên tiềm năng. Theo giáo sư kinh tế Gordon Hanson của trường đại học Harvard Kennedy School, sau nhiều năm tăng trưởng nóng để vượt mặt hàng loạt các nền kinh tế lớn, chi phí nhân công tăng còn dân trí phát triển đã khiến cho Trung Quốc đang ở giai đoạn đỉnh của thị trường dựa vào xuất khẩu các mặt hàng kỹ thuật thấp. Nghiên cứu của giáo sư Hanson cho thấy thị phần xuất khẩu của Trung Quốc với những mặt hàng kỹ thuật thấp như là giày dép, đồ thể thao, quần áo trên toàn cầu đạt đỉnh vào năm 2013 với 39,3% rồi giảm xuống còn 31,6% năm 2018. Mức lương tăng cao cùng với trình độ dân trí đi lên khiến cho tỷ lệ này của Trung Quốc khó lòng quay lại được thời kỳ hoàng kim. Bởi vậy, giáo sư Hanson đánh giá những nền kinh tế như Việt Nam, Campuchia, Indonesia, Bangladesh, Ấn Độ có thể sẽ thay thế vai trò công xưởng của Trung Quốc. Tuy nhiên, trong các ứng viên tiềm năng thì chỉ có Việt Nam, Campuchia và Bangladesh là có tăng trưởng thị phần xuất khẩu các mặt hàng này trong 20 năm qua. Bangladesh hiện đã trở thành nước xuất khẩu may mặc lớn thứ hai trên thế giới nhờ vào chi phí thấp, còn Việt Nam thì đang là địa điểm dịch chuyển lý tưởng cho các nhà máy giày dép quần áo từ Trung Quốc. Giáo sư Hanson nhấn mạnh rằng,
khi nói đến ứng viên thay thế cho Trung Quốc thì Việt Nam và Bangladesh là sáng giá. Thế nhưng vấn đề là dân số của cả hai chưa đủ lớn để tiếp quản chuỗi cung ứng của Trung Quốc như quốc gia này từng làm vào thập niên 1990. Tổng dân số của cả Việt Nam lẫn Bangladesh chỉ vào khoảng 260 triệu người, chưa bằng 20% số dân Trung Quốc. Đối với những khu vực khác, tiềm năng cạnh tranh là khó có thể so sánh so với Việt Nam và Bangladesh. Quốc gia tiềm năng nhất trong nhóm châu Âu, Bắc Phi, Trung Đông đó là Thổ Nhĩ Kỳ thì nhiều năm nay chưa có tăng trưởng thị phần xuất khẩu các mặt hàng kỹ thuật thấp. Cạnh tranh với chính Trung Quốc. Một khả năng nữa cho sự thay đổi của Trung Quốc là các nhà máy vẫn sẽ ở lại nền kinh tế này nhưng với phương thức vận hành khác. Công nghệ mới, sự tự động hóa với robot sẽ thay thế nhân công và làm gia tăng năng suất. Trung Quốc hiện là một trong những quốc gia dẫn đầu về nghiên cứu robot lẫn trí thông minh nhân tạo. Tuy nhiên, thì phần lớn các khoản đầu tư hiện nay mới chỉ tập trung cho ngành sản xuất ô tô và năng lượng. Chính phủ Bắc Kinh không thể hiện nhiều hứng thú cho việc hiện đại hóa các ngành xuất khẩu kỹ thuật thấp. Theo giáo sư Hansen, có lẽ việc vẫn dư thừa nguồn lao động từ nông thôn khiến cho Trung Quốc chưa vội vã để làm điều này. Bên cạnh đó thì không phải sản phẩm nào cũng dễ dàng được hiện đại hóa sản xuất. Những nguyên liệu mềm, dễ biến dạng trong ngành may mặc sẽ khiến cho việc tự động hóa hay là sử dụng robot trở nên một cách khó khăn hơn. Một kịch bản nữa cũng được giáo sư Hansen nhắc tới là Trung Quốc vẫn giữ danh hiệu công sở thế giới nhưng sẽ đẩy dần các nhà máy tốn nhân công về miền nông thôn trong khi tập trung chuỗi doanh nghiệp công nghệ cao ở thành phố. Điều này đã từng diễn ra ở Mỹ sau Thế chiến thứ hai khi mà các nhà máy cần nhiều nhân công chuyển về những thị trấn nhỏ nơi dễ tuyển được lao động và có chi phí rẻ hơn so với thành phố. Chính xu thế này đã tạo nên hệ thống đường cao tốc trải dọc khắp đất nước. Thế nhưng lần này, Trung Quốc gặp khá nhiều khó khăn trong việc khuyến khích các nhà máy dịch chuyển về nông thôn. Sự yếu kém của cơ sở hạ tầng mà đặc biệt là hệ thống giao thông khiến cho các doanh nghiệp lo sợ bị giảm năng suất khi dịch chuyển khỏi các thành phố lớn. Cái giá phải trả. Bất chấp việc có nhiều nhà máy dịch chuyển khỏi Trung Quốc hay tìm kiếm những nguồn cung thay thế, nhiều doanh nghiệp vẫn không thể dứt bỏ được nền kinh tế này. Nhiều hãng thời trang đã chuyển nhà máy đến châu Âu và Mỹ để tiếp cận được khách hàng gần hơn nhưng hiệu suất cũng như chi phí không thể nào bằng được với Trung Quốc. Hệ quả là hiện nay nhiều tập đoàn phải thực hiện chiến sách China Plus One, nghĩa là vẫn giữ nhà máy ở Trung Quốc và chỉ dịch chuyển phần nào đó sang các thị trường khác như Việt Nam. Vậy, nếu như chi phí tại Trung Quốc tiếp tục gia tăng nhưng các công ty không chịu dịch chuyển, thì điều gì sẽ xảy ra? Nghiên cứu của Hansen không cho ra kết luận chính xác vì thiếu thông tin, thế nhưng ông cho rằng các mặt hàng kỹ thuật thấp như là may mặc có thể tăng giá. Giáo sư Hansen đã dẫn chứng rằng ngành thời trang ăn liền fast fashion đã khiến cho giá bán lẻ quần áo không gia tăng nhiều vài thập niên trở lại đây so với sự trỗi dậy của các nhà máy Trung Quốc. Nhưng giờ đây thì mọi chuyện sẽ khác khi mà công sở thế giới muốn từ bỏ vai trò. Quảng cáo hiệu quả, giá rẻ bất ngờ. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio @gmail.com, số điện thoại 0964002593. Theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên YouTube qua hệ thống kênh của Passion Studio. Ghé thăm kênh Độc Đáo TV để theo dõi những thông tin kinh tế, tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp. Đến với Độc Lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ. Khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn, cập nhật tin tức an ninh nóng hổi cùng Độc Thám TV. Hay tìm hiểu về lịch sử Việt Nam qua Bí ẩn Sử Việt cùng nhiều kênh YouTube bổ ích khác đang được xây dựng và hoàn thiện mỗi ngày. Passion Studio mang đến những giá trị thiết thực.